Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Xưa nay có một trò chơi nơi nhân gian, ăn nhiều còn hơn oan quan, càng nhiều mà chưa nó tâm can, vì vẫn còn rất nhiều thứ phải lo, chưa nói được cái số dư trong tài khoản ngân hàng, còn mày em vẫn chưa được tân trang, và quá nhiều nơi vẫn chưa tham quan, và nhiều cánh cửa chưa bước chân sang. Muốn trả lời câu sống để làm gì thì phải trả lời câu cần làm gì để sống, sống được ở đâu và sẽ là bao lâu, họ còn muốn mình sống. Những kẻ săn mồi luôn không thích bị xâm phạm tới cái lãnh thổ của riêng, và đôi khi vô tình lại có những con mèo lớn luôn tưởng mình là mãnh hổ tự nhiên. Chết vì cái suy nghĩ quá non dại, sống thì ngừng nghĩ mình đã khôn, đôi khi tưởng ăn được quả ngon lại sập vào cái bẫy họ đã chôn. Ai ngờ sinh viên của trường thương mại lại đau đầu trước mấy tờ hóa đơn, và sinh tồn là tên của một con đường ngoài kia, khi càng đi thì lại càng cảm thấy trơn. Một cái đầu lạnh, một trái tim, hai bàn tay trắng, ba lần thất bại thì bốn lượt phải vững tin, cố gắng đến khi nào chiến thắng. Năm và tháng trôi theo cánh chim, ra dần cháy nắng, 6, 7, 8, 9, 10 năm nữa có quay nhanh thì lý tưởng đấu tranh vượt lên trên này vẫn sống. So what you gonna do? What? Yeah, when you gonna lose? Lose. What you gonna do? Yeah, yeah, when you gonna lose? What? What you gonna do? What you gonna lose? What you gonna do? Trao thêm cả hy vọng của những người thân vẫn luôn ở ngang bên, thêm trách nhiệm từ cái sức nặng nên ta phải lao lên. Chắc chắn trả lời cao và không khen bên trên, đã cho con cơ hội để bước lên sân khấu lớn, biết được áp lực hàng đêm, biết được áp lực hàng đêm. Cũng chẳng là bao khó khăn làm sao, vẫn ngẩng đầu cao, sẵn sàng mà lao và mọi thử thách để sinh tồn qua từng mát, càng không lây lan hơn dịch bệnh đang bùng phát, để luyện hăng say để mà trở nên cứng cáp, không bị xem như trong thùng rác, vì mình đã lấy mất cơ hội của người khác thì phải chiến đấu thay luôn phận của người khác, chiến đấu đủ thiệt và thương tích trên thương trường, quyết không trở thành sự thương hại của người khác, vì mình đã lấy mất cơ hội của người khác thì phải cố gắng thay luôn phận của người khác, chiến đấu dù nhận bao thương tích trên thương trường, quyết không trở thành sự thương hại của người khác. Một cái đầu lạnh, một trái tim, hai bàn tay trắng, ba lần thất bại thì bốn lượt phải vững tin, cố gắng đến khi nào chiến thắng. Năm và tháng trôi theo cánh chim, sao thay tránh nắng, 6, 7, 8, 9, 10 năm đường có quá nhanh thì lý tưởng đấu tranh vẫn lên trên lại vẫn sống. What you gonna do? What? What you gonna lose? What? What you gonna do? What you gonna lose? What? What? What you gonna do? What you gonna lose? What you gonna do? Một là đứng lên, hai là nằm xuống. Một là đứng lên, hai là nằm xuống. Một là đứng lên, hai là nằm xuống. Một là đứng lên. Thưa quý vị, Hoàng Anh với sự trợ giúp của Mia, D-Kid và vũ đoàn bước nhảy, thưa quý vị. Ơi, trời ơi, lo xa. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Một là đứng lên, hai là nằm xuống. Nhưng kết bài bạn ngồi luôn. Đúng vậy. Được, hợp lý. Hôm nay ngoại hình thay đổi xuất sắc. Cái đầu này nhuộm màu đỏ khó lắm không em? À, vâng, rất là rát anh ạ. Rác chứ, anh nghĩ là khó đấy. Ra được cái màu đều như vậy là sư phụ em cũng chịu chơi đấy chứ hả? Sư phụ em có lẽ là chịu chơi nhất. Đúng rồi, không có ai mà muốn cái gì mà Quốc Huy không chịu hết trơn á. Gia đình rất là được ưu đãi đúng không em? Dạ. Ừ, Huy ơi, mai mốt có gì nuôi luôn anh nha. Ủa quên, Huy bên kia kìa. Ủa sao vậy? Đây là Huy à, bên kia là Rick. Ok, Huy ơi. Huy trả lời của Huy. Trả lời đi Huy, câu hỏi đó khó trả lời lắm. Cảm ơn Will và Rick. Ừ, Ram thấy sao? Ramastic thì luôn luôn là một fan của Hoàng Anh rồi, từ các vòng trước luôn. Em luôn luôn có những cái câu triết lý rất là hay ở trong bài và
luôn khiến cho người ta hựng lại và suy nghĩ. Và vòng này flow của em nó là một cái điểm nhấn mà anh cảm thấy rất là hay và rất là thích thú với nó. Nó vẫn là một cái flow đơn giản như cách em vẫn dùng hàng ngày, nhưng mà nó rất là độc đáo, nó rất là riêng biệt và nó rất là Hoàng Anh, nên là anh rất là thích. Cảm ơn anh ạ. Rồi Bin, có một cái điều này không liên quan lắm nhưng mà anh rất là quý và anh rất là thích từ em, là mỗi khi em chào mọi người em đều cúi người xuống rất là sát. Và cái điều đó nó thể hiện cho anh thấy cái sự tôn trọng của mình dành cho mọi người. Để nói về điều này thì Thi cũng muốn phân tích thêm một tí, là tại vì là mình cũng có thời gian được trải nghiệm những cái gì mà liên quan đến bạn. Và cái vòng này là mình mới được chứng kiến bạn cười và chủ động cười trên sân khấu như thế. Ra ngoài đời bạn cũng thế. Và thực sự là khi cứu bạn có cơ hội được làm việc với bạn thì mình có thể khẳng định một câu là bên ngoài bạn khép mình hơn cả thế. Bạn không cười, không nói, không tiếp xúc với mọi người. Thực sự là nó khiến cho mình cảm thấy mình nên làm một cái gì đó với bạn. Và nên khiến những cái con người rất ít cơ hội để thể hiện mình như thế này vẫn còn được đứng trên sân khấu để thể hiện mình thêm nữa. Và thực sự là cái nón vàng từ anh đến màn trình diễn này của em thì anh cảm thấy không hề phí ngoài và không hề hối hận chút nào. Tại vì thêm một lần nữa em hồi sinh và được nhìn thấy cái sự hạnh phúc trên sân khấu của em và được nhìn thấy những gì mà mọi người công nhận từ em. Em xin chân thành cảm ơn anh ạ. Em cho anh nghe lại câu mình đã lấy cơ hội của người khác xem. Vì mình đã lấy mất cơ hội của người khác thì phải cố gắng thay luôn phần của người khác. Chiến đấu dù nhận bao thương tích trên thương trường, quyết không trở thành sự thương hại của người khác ạ. Ok, there we go, there we go. Câu này thì anh phải cảm ơn em luôn. Từ mùa trước đến mùa này, khi mà anh đưa nón vàng cho bất cứ ai, có rất là nhiều người nghĩ anh là anh thiên vị hay là anh có những cái lối suy nghĩ nó không giống như những cái gì mà mọi người nghĩ. Nhưng mà thực sự anh chỉ muốn tạo cho những con người chưa có nhiều cơ hội và chưa có nhiều may mắn được thể hiện mình nhiều hơn với khán giả. Cho nên là anh cảm ơn em khi mà em đã mang ý niệm đấy lên và em tự hiểu với bản thân em rằng cái điều đấy không phải là cái sự thương hại từ anh dành cho em. Và em, yeah, em đúng là một người lính. Em cảm ơn anh ạ. Nếu mà Chi nói về hai câu sau thì anh xin phép nói về hai câu trước. Riêng cái idea mà em nghĩ đến cái việc nhiều người đã phải ra về để mình đứng ở đây thì anh nghĩ đó là một cái sự cao cả riêng của nó rồi. Nó cần rất là nhiều cái tình yêu thương và cái lòng vị tha để em nói lên những câu đó. Dạ, yeah, anh thật sự cảm thấy em rất là xứng đáng ở đây và cảm ơn em vì cái bài hát hôm nay. Em cảm ơn anh ạ. Thế trở lại với cái thắc mắc của các vị giám khảo và huấn luyện viên, em trải qua những gì mà em trở thành một người rất là khép kín với mọi người như vậy? Thật ra thì cuộc sống của em cũng khá là bình thường, em cũng không có gặp quá nhiều biến cố gì lớn cả. Tính của em từ nhỏ đã vậy. Còn thường thì em mới tiếp xúc với một ai đó thì em cũng khá là khép kín, nhưng mà chơi với em lâu thì em sẽ mở ra. Yeah, đúng là cuộc sống của bạn bình thường, nhưng mà cái con đường bạn ấy đang hoạt động thì nó rất là thiếu thốn hơn mọi người. Bạn có tâm sự với em cũng khá nhiều. Bản thân bạn ở quê nhà, bạn cũng không chơi với bất cứ ai liên quan đến cái ngạch đấy, mà một mình bạn cứ lọ mọ xong rồi lủi thủi đi trên cái con đường đấy. Và kể cả vào chương trình này, mới đầu bạn cũng không thể kết nối được với nhiều người, cũng chỉ đóng cửa làm nhạc và tất cả mọi thứ đều khép kín. Và thực sự là cảm ơn Wowy đã cho bạn được nhiều thứ liên quan đến tình anh em, liên quan đến cộng đồng để các bạn ý phát triển những cái tố chất của các bạn hơn. Cảm ơn team. Thay mặt cho Wowy, Caris xin cảm ơn Chester T rất là nhiều. Mấy anh ok. Hôm nay anh thích nhất là cái cách em dẫn dắt mọi người từ những cái nhịp dập dìu nó đơn giản thôi, nhưng em thay đổi cảm quan của anh rất là nhiều. Những cái đoạn chuyển beat mà em dùng, những cái con flow mà nó đưa cho anh vào cái thế giới âm nhạc của em, và những cái âm độ em dùng ở trong cái daily của em rất là tốt ở trong bài này. Cái bước di chuyển sân khấu của em anh cảm thấy thích. Anh cảm ơn anh ạ. Anh em có để ý là bạn ấy là một trong số rất là ít những người mà chỉ dùng ngôn từ mà có thể boost được tinh thần và boost được chân tay của mọi người. Anh cảm thấy là không chỉ là ngôn từ đâu, mà bạn ấy tạo ra được cái nhịp điệu, yeah, để cho mọi người có thể thay đổi cảm quan của mình và có thể đi theo. Không cần phải làm một con beat quá ghê gớm và không cần phải căng quá. Bởi vì cái ngôn từ bạn ấy chơi rất là thông minh. Hai vị giám khảo là gia đình em hả? Bữa nay thấy hai anh thương yêu em, nói tốt cho em quá. Thì anh tin chắc rằng Hoàng Anh ở ngoài phải là một bạn sống rất là có tình, có nghĩa, biết trên, biết dưới. Mời Caric. Dạ, thưa anh Thành. Anh Caric hôm nay nói chậm nên nói nhanh lên anh ơi, anh về nói chậm quá. Caric thì nói nhanh lắm chứ không có chậm vậy. Dạ, Wowy nói rất là rõ anh. Hồi nãy á, Wowy nói là Wowy đi vô trong đó, Wowy nắm lấy tay bạn thì tay bạn rất là lạnh, rất là run. Nhưng mọi người cũng biết bạn là một newbie, cho nên là khi mà bạn viết nhạc á, bạn luôn cầu toàn tới mức á là bạn viết và bạn không vừa ý, rồi bạn viết lại, rồi bạn gạch trong một bài, bạn viết rất là nhiều. Nhưng mà sao Wowy cho em biết nhiều quá vậy?
Dạ, Quá Quy kể cho em nghe. Tại vì hai tụi em là bạn thân nha. Để anh hỏi Quá Quy có đúng không nha. Quá Quy ơi, em có ý kiến gì không? Dạ, thưa anh Thành, đối với em thì em chưa bao giờ phải thất vọng. Phải chậm hơn, phải chậm hơn mới là Quá Quy. Thưa anh Thành, thì... Thôi cứ nhanh như bình thường đi. Ok, cho tới vòng này thì bản thân em chưa bao giờ em phải thất vọng bất cứ một cái line up nào mà Hoàng Anh viết ra cả. Thực sự nó có cái độ sâu nhất định và nó mang được cái tính đại chúng, mặc dù những cái lyric em viết rất là sâu. Có những cái lyric viết ra thì chúng ta cần phải ngồi nghe đi nghe lại để chúng ta chiêm nghiệm điều đó. Nhưng mà em cho anh thấy được điều là em trải nghiệm những điều đó và em mang lên sân khấu và mọi người có thể cảm nhận cùng em trên sân khấu luôn. Cho nên những cái line up của em nó rất là touch anh, nó chạy lòng vòng trong đầu anh cho tới thời điểm này. Bản thân anh cảm thấy là em về với Huawei nó là một cái gì rất là phù hợp. Và cho tới bây giờ anh phải công nhận điều đó lại một lần nữa. Từ cái vòng 3 em đã thể hiện một cái màu sắc rất là khác. Và cho tới bây giờ chung kết này em thể hiện màu sắc rất là khác. Nó không có trùng lắp bất cứ một cái gì cả. Và chúc mừng hai thầy trò. Dạ vâng, em xin cảm ơn huấn luyện viên Huawei ạ. Karik, em có gì nói thêm không ạ? Có. À, đổi vai. Anh muốn hỏi Karik thôi. Có, dạ. Có có à, nói vậy có không có nói dạ, là không muốn à. Qua không, qua phải, không phải có em có điều muốn nói có không em muốn góp một cái ý nho nhỏ với okay. Hoàng Anh thôi okay, thật okay. Sự á Hoàng Anh rất là cảm động cái màn trình diễn vừa rồi của em. Anh biết là cái cảm xúc của em hiện giờ thật là khó tả lắm. Anh muốn nốt một cái nhỏ cho em để cho cái chặng đường dài về sau. Cái cảm xúc đầu tiên khi mà em bắt đầu em viết cái bài nhạc đó là cái cảm xúc gần như là chính xác nhất. Đôi khi mình cũng phải thả nó ra, một chút tự do, khoáng đãng trong đó. Hôm nay là chung kết rồi và cái thời gian Quy gần bạn nó cũng đi tới hồi kết. Và cái khoảng thời gian vừa qua được kết bạn với Hoàng Anh cũng là một điều rất là tuyệt vời đối với Hoa Quy. Và... yeah. Thật ra cái lời khuyên của anh Quy nó có cái đúng của nó. Rõ ràng là trong nghệ thuật khi mà mình cầu toàn nhưng mà cái ý của mình nó đi xa quá thì đôi khi nó lại mất đi cái tinh khôi của mình đề ra ban đầu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là lúc nào cái lý thuyết đó cũng đúng cả. Tại vì sẽ có những lúc mà em đủ lý trí, tỉnh táo để biết những gì em sửa nó có hiệu quả hơn những cái lúc đầu. Anh nghĩ rằng là lúc nào thì mình cũng phải bình tĩnh và mình sẽ là cái người hiểu bản thân mình nhất là mình muốn truyền tải cái gì ra. Thế thôi. Thưa quý vị, hãy bình chọn cho Hoàng Anh. Mời em kêu gọi bình chọn. Đây là Hoàng Anh. Hoàng Anh không trà xanh, nhưng Hoàng Anh trà đào. Hoàng Anh có thể là chỗ mà các bạn nữ muốn xà vào. Wow. Các bạn nữ cùng với khán giả, nếu như mà thương Hoàng Anh mà không dám công khai thì có thể bình chọn cho Hoàng Anh với mã số 02. That's good, that's good, that's good. Chưa gì đã Vinzy rồi, Vinzy đúng rồi, vừa tính nói gì mà cái bộ đỏ đấy kia đã đi lâu là nó cần phải học mấy cái này nè. Em xin chia sẻ thêm là những cái này em cũng được học rất nhiều từ một thành viên của đội anh Vinzy, đó là anh đi đi kết đi kết gì đấy hả. Ồ, và cảm ơn D-Kid đã hỗ trợ thành viên team Huawei nha. Thưa quý vị, Hoàng Anh đến từ team Huawei. Bình chọn đây quán quân Rap Việt để có cơ hội trúng giải thưởng giá trị đến từ Samsung. Một giấy đặc biệt cùng một điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, một tai nghe Galaxy Buds 2 và nhiều giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị 200 triệu đồng và ví điện tử ZaloPay cùng quà tặng áo phụ kiện V-Shop. Một giải nhất 10 triệu đồng, 5 giải nhì mỗi giải 2 triệu đồng, 10 giải ba mỗi giải 1 triệu đồng và 17.000 giải khuyến khích. Hãy bình chọn bằng cách tải ứng dụng Vion. Nhấn vào nút bình chọn Rap Việt 2021. Bắt đầu bình chọn quán quân Rap Việt 2021 và dự đoán số lượng bình chọn giống bạn. Đừng quên đăng ký ngay ví điện tử ZaloPay để nhận ưu đãi 1 triệu đồng và mua gói VIP chỉ với 19.000 đồng. Cổng bình chọn được mở vào 22 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2022. Tham gia ngay Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G